Chào buổi sáng anh em nha. Chào mừng anh em đang quay trở lại bằng hải tặc bình rác. Và cảm ơn anh em vì luôn dành ra chút thời gian quý báu của mình để bấm vào xem video của tớ nha. Sau khi chờ đợi thì chúng ta cũng là chính thức có được spoiler của chapter 1061. Nhưng mà chapter này không có cảnh đánh đấm hay là bạo lực như các chapter trước đó. Như đã thấy thì Sabo đã bị cuốn vào trong cuộc tấn công bằng một thứ sức mạnh hủy diệt nào đó trên bầu trời. Nó được bắn phá bởi 16 tia năng lượng. Và kèm theo đó thì chúng ta cũng thấy được quân quốc Lulusia đã bị xóa sổ. Một bản đồ thế giới đã được nhìn thấy chi tiết. Imsama đã ra lệnh trừng phạt quốc gia này vì một nguyên nhân chưa rõ. Regan cũng đã bị mất liên lạc với Sabo khi vừa biết được có vua thế giới tồn tại. Người đã ngồi lên trên chiếc ngai vàng bỏ trống trong thánh địa Melinjoy. Còn chapter 1061 này thì lại có rất nhiều thông tin hấp dẫn xoay quanh nơi băng mũ rơm đã trăng đến và một số biến cố đã chia cắt băng mũ rơm ra. Không để cho anh em đợi chờ lâu thêm nữa, chúng ta sẽ cùng đến với spoiler chapter 1061 trong video này. Và mình là Ben Red, người sẽ mang đến cho anh em những phân tích thú vị cũng như điên rồ trong One Piece. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh, bật chuông để đón nhận những thông tin One Piece nhanh nhất cũng như gia tăng lực lượng của băng hải tặc chúng ta anh em nha. Chân thành cảm ơn anh em rất nhiều. Chapter này chúng ta có được 6 thông tin nổi bật được cung cấp như sau. Thứ nhất, tiêu đề của chapter này có tên là X-Hit, đảo tương lai. Phân tích đôi chút thì đây là một hòn đảo có tên khác là Karakuri, nơi mà Vegapunk đã phát triển những nghiên cứu của mình cho đến khi rời đi. Đồng thời thì nơi này cũng là địa điểm mà Franky được Kuma dịch chuyển đến trước time skip và tìm thấy những phát minh vĩ đại của tiến sĩ thiên tài này. Thứ hai, mở đầu thì chúng ta có được băng mũ rơm di chuyển đến một cái nơi lạnh buốt và đặt chân lên một nơi gọi là Ethic. Như đã nói thì đây là đảo của tiến sĩ Vegapunk. Thứ ba, chuyển đến một căn cứ hải quân gần đảo này, chúng ta nhìn thấy được Tatsuki đang đi cùng với một số thành viên trong tổ chức SWORD. Kèm theo đó thì một số đứa trẻ đã từng bị Caesar Cloud bắt làm thí nghiệm người khổng lồ cũng lại xuất hiện. Theo như được biết thì ở chapter 697, bọn chúng đã được các hải quân ở đây đưa đi sau khi tạm biệt băng mũ rơm. Và khi này giữa họ có một mối quan hệ khá là tốt, kể cả Tatsuki. Thứ tư, sau khi biết được thông tin Kobe đã bị râu đen bắt đi thì Hemebo đã muốn mượn những Seraphim của tiến sĩ Vegapunk để tiến hành giải cứu cho Kobe. Thứ năm, trước nay thì Luffy, Zinbe, Chopper và Bonnie đã bị tách khỏi băng mũ rơm bởi những lý do nào đó chưa rõ và chúng ta cần phải chờ đợi thêm nhiều thông tin hơn nữa từ những người cung cấp. Chi băng ra thì không phải là điều gì xa lạ với chúng ta nữa, họ sẽ gặp lại nhau vào một thời điểm nào đó khi trận chiến xảy ra. Nhưng đây là hòn đảo mà Franky đã từng ở, hẳn anh ta phải hiểu rõ được nó hơn ai hết. Mà nếu có kẻ thù ở đây thì cũng khá khó để đánh bại được băng mũ rơm. Thứ sáu, chúng ta nhìn thấy được một cô gái xuất hiện, người tự xưng mình là Vegapunk. Theo như các dữ liệu tìm thấy thì Vegapunk không thể là một phụ nữ. Bởi cuộc trò chuyện dưới các thuộc hạ của Caesar Cloud thì họ gọi Vegapunk là một lão già. Và trước đó nữa thì chúng ta cũng có được thông tin từ Kuma. Kuma gọi Vegapunk là ông ấy, người sở hữu tuyệt vời nhất thời gian này. Những thông tin này chứng tỏ được cô gái kia chỉ là màu danh Vegapunk, hoặc cũng có thể cô ta chính là con gái của Vegapunk. Trên đây là các thông tin spoiler của chapter 1061 mới nhất được cung cấp. Mình sẽ tiếp tục cập nhật và gửi đến cho anh em khi có thông tin mới. Thế nên đừng quên đăng ký kênh để giúp cho mình tiến gần hơn tới cột mốc 20.000 thành viên gia nhập băng anh em nha. Chân thành cảm ơn tất cả anh em.